thích mặc váy xẻ bạo nhưng lại hay lấy tay che ngực, địch nệ Nhật Ba gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Mỗi lần sai bước trên thảm đỏ, địch nệ Nhật Ba đều gây sốt khi nữ xuất hiện trong top tìm kiếm. Với khuôn mặt xinh đẹp, đường nét sắc sảo cùng với những tạo hình trang phục lộng lẫy của mỹ nhân Tân Cương đã đốn gục trái tim của biết bao khán giả. Một trong những phong cách mà địch nệ Nhật Ba ưa chuộng nhất khi xuất hiện thảm đỏ hay các sự kiện chính là những chiếc váy xẻ bạo, hở khuôn ngực đầy đặn hay khoe được đôi chân dài miên man của cô nàng. Dù vậy thì địch địa Nhật Bản lại hay tỏ vẻ ngại ngùng, e thẹn với động tác lấy tay che ngực để tránh sự cố hở hênh của mình. Hành động này của gà cưng gia hành vấp phải những ý kiến trái chiều từ dư luận. Thậm chí một số cư dân mạng cho rằng cô nàng giả tạo và nằm màu khi phong cách và hành động trái ngược nhau. Một số bình luận gay gắt như sau. Có phải sự cố lựa chọn trang phục đâu, đằng này đa số đều mặc vải như vậy, mượn khoe mà lại che làm gì. Sự hớ hênh đến thế thì mặc đồ, kín cổng cao tường vào. Ta vẻ gái ngoan hay gì, cô ta chỉ toàn mặc những chiếc váy xe bạo thôi, rồi cuối cùng lại vừa lấy tay che ngực. Tuy nhiên, fan hâm mộ của nàng Tiểu Hoa đã nên tiếng bênh vực cho thần tượng rằng, là minh tinh thì đương nhiên muốn mình đẹp nhất khi xuất hiện trước công chúng, phong cách hay trang phục như thế thì chẳng có gì là sai cả. Đồng thời, việc địch định nhật ba hay lấy tay che ngực cũng là tránh sự cố xảy ra, thế thì có gì đáng để chỉ trích đâu cơ chứ. Vậy bạn nhận xét như thế nào về phong cách này của địch đệ nhật ba? Hãy comment ý kiến của bạn ở phía dưới video cho chúng tôi biết nhé! Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!